Trinh hả? Cà phê không? Ok. Hay mặt mình toàn vết nám, mất tự tin quá. Làm sao bây giờ? Bạn ơi, mình ở đây nè. Bao lâu không gặp, mùa ngày càng đẹp và trẻ ra. Có bí quyết gì không? À, Midi Melasma giúp làm mờ nắng da, tác động trực tiếp làm mờ vết thâm nắng, cho làn da trắng hồng rạng rỡ. Kem dưỡng Midi Melasma đánh bay vết nám, trắng sáng làn da. Sản phẩm có bán tại các cửa hàng mỹ phẩm và hiệu thuốc trên toàn quốc. Phụ nữ quan niệm như thế nào về một làn da đẹp? Phụ nữ sau 30 tuổi sợ nhất là nám da. Do đó đối với tôi, làn da đẹp là làn da không bị nám. Da cần phải sáng mịn, không có những vết nám hay tàn nhang. Da trắng hay không quan trọng, nhưng da phải điều màu và không có chỗ bị nám. Đối với phụ nữ, một trong những tiêu chí hàng đầu của một làn da đẹp đó là không có những vết nám, sạm da. Nhưng theo thống kê ở Việt Nam, cứ 10 phụ nữ thì có đến 5 người bị nám da, sạm da, tàn nhang. Nám da là tình trạng gia tăng quá mức của hắc sắc tố melanin tạo thành các đốm hoặc mảng sẫm màu trên da, thường tập trung ở gò má, trán, mũi. Nguyên nhân đáng kể là do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, rối loạn nội tiết tố, máu xấu hoặc tuần hoàn máu kém, thói quen sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Theo thời gian, các vết nám sẽ ngày càng đậm hơn và lan rộng, khiến phụ nữ thiếu tự tin. Giải pháp khắc phục nám được nhiều phụ nữ lựa chọn đó là sử dụng mỹ phẩm. Nhưng các loại kem thông thường chỉ làm sáng da ở bề mặt mà không tác động đến gốc nám ở sâu bên trong da. Lần đầu tiên trên thị trường có kem trị nám, tàn nhang chuyên biệt được chắt lọc từ thiên nhiên với tinh chất có tác dụng hạn chế sự tạo thành melanin, giúp da trắng sáng cùng các chất tự nhiên dưỡng ẩm lâu dài cho da. Kem thấm sâu đến lớp trong cùng của da, hạn chế hình thành sắc tố melanin, loại bỏ tận gốc các vết nám, còn dưỡng da trắng sáng, mềm mịn và bảo vệ da khỏi tia cực tím. Là hoa hậu, Thảo thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội. Công việc thì khiến cho Thảo phải luôn trang điểm và thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khiến cho làn da dễ trở nên sạm và không được điều màu. Thảo đã sử dụng để giúp cho làn da luôn trở nên sáng mịn, điều màu và đặc biệt đó chính là tránh được tác hại của ánh nắng mặt trời. Kem thì thấm rất là nhanh và không gây nhẵn dính trên da, cho nên là Thảo còn sử dụng làm kem dưỡng trước khi trang điểm. Vậy thì với mỗi loại nám ấy thì mình sẽ có những sản phẩm mà để mình sử dụng riêng biệt đúng không chị? Với nhãn hàng Edelix ấy, thì mình sẽ có những sản phẩm nào phù hợp với những loại nám trên ạ? Trước tiên, trước khi nói đến sản phẩm thì tôi muốn nói đến cái cơ chế trước đã. Với sản phẩm của Edelix thì cái cơ chế để mà điều trị nám nó sẽ như sau. Trước tiên là nó sẽ đẩy các cái hắc sắc tố, đào thải các cái hắc sắc tố lên bề mặt da và sau đó là tăng sinh và tái tạo lại cái làn da mới. Và đồng thời nữa là phải cắt cái nguồn sinh ra nám. Thế thì đối với cả từng cái loại nám cụ thể, các cái sản phẩm của Elali được khuyên dùng để mà giải quyết các cái vấn đề nám da như thế nào. Với nám mạc thì chúng tôi có cái sản phẩm có tên là Elali EX Jeju Vanishing Recovery Cream. Sản phẩm này kết hợp với cả huyết thanh tổ yến thì sẽ giải quyết được khoảng trên 90% các cái trường hợp da bị nám mảng, nám mới hình thành hay là nám do thay đổi nội tiết tố như là sinh con hay là dùng nhiều thuốc tránh thai chẳng hạn. Với nám chân sâu và nám hỗn hợp thì chúng ta sẽ cần đến một cái loại kem cao cấp hơn, đó là kem đặc trị nám của Elali. Các bạn có thể nhìn thấy cái hộp kem nó như thế này. Và hộp kem này thì chúng ta sẽ dùng trong khoảng 4 tháng với những cái thành phần tái tạo tế bào rất là mãnh liệt và cái thành phần đào thải cái hắc sắc tố ra bề mặt da đậm đặc và cao cấp. Xin mời mọi người chiêm ngưỡng cận cảnh cái hộp kem. Màu trắng đục, thơm mát, nhẹ. Cả hai sản phẩm kem để mà trị nám thì đều chứa một cái thành phần có tên là adenosine. Đây là cái thành phần mà đào thải các cái hắc sắc tố lên bề mặt da. Đối với cả kem tái sinh phục hồi thì sau khi đào thải sẽ tập trung sâu vào cái việc phục hồi da. Còn đối với cả kem trị nám cao cấp này thì ngoài cái việc phục hồi nó còn làm cái công việc đấy là cắt các cái nguồn sinh, tức là nó hạn chế, ức chế cái việc hình thành melanin nữa. Hai sản phẩm mà tôi vừa nhắc đến thì dùng
khi mà chúng ta dùng điều trị nám thì không thể thiếu được cái sản phẩm thứ ba này, đó chính là kem chống nắng trị nám hoàn hảo. Và như các bạn được biết rằng là cái ánh sáng mặt trời thì nó có cái tác động trực tiếp đến làn da và nó là cái nguyên nhân lớn nhất để mà gây ra nám. Dù chúng ta đã dùng hai cái loại kem vừa nêu trên đây để mà làm giảm nám, làm mờ nám hay là hết nám rồi, chúng ta không bảo vệ bằng kem chống nắng ấy, thì chắc chắn là cái khả năng mà bị nám quay trở lại ấy, nó cũng là cao đấy chứ không phải không đâu. Các chuyên viên tư vấn của Elaly hay là các đại lý của chúng tôi khi mà cung cấp cái giải pháp cho làn da của quý vị bị nám ấy, thì bao giờ ngoài những cái sản phẩm điều trị nám hay là đặc trị nám mà công ty đưa ra cho từng cái loại nám thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ khuyên bạn dùng thêm cái sản phẩm thứ ba, đó là kem chống nắng trị nám hoàn hảo. Đây là cái bước bảo vệ cho cái khả năng nám quay trở lại của bạn, nó giảm thiểu đi tốt nhất. Nếu như các bạn đã dùng kem trị nám trước đó nhưng các bạn không bảo vệ thì cái khả năng mà bị quay lại nó cũng sẽ là cao đấy. Cho nên đây là cái phần mà lưu ý đặc biệt của tôi đối với cả các bạn khi đã sử dụng cái giải pháp trị nám từ Elaly. Vậy thì khi mà mình dùng những kem đặc trị nám và chống nắng rồi ấy, thì mình có cần dùng thêm cái loại kem dưỡng nào khác nữa không chị? Với nám mảng mà chúng ta đã dùng cái kem tái tạo phục hồi này thì chúng ta sẽ dùng kèm với cả huyết thanh tổ yến để mà tối đa hóa được cái công năng công dụng của nó. Tiếp theo, đối với cả nám chân sâu và nám hỗn hợp thì chúng ta sẽ dùng đến cái sản phẩm kem đặc trị nám này kết hợp cùng với cái lọ huyết thanh collagen nhỏ xíu xinh xinh này nhưng mà vô cùng đậm đặc để mà cho cái kết quả tốt nhất, thì khoảng 3 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ giảm được khoảng trên 90% cái. Là viện bảo chế dược phẩm hàng đầu thế giới, Fujian Spa luôn nỗ lực nghiên cứu tìm ra hoạt chất mới. Nhờ đó, các nhà khoa học của viện bảo chế này đã tìm ra pidobenzol, hoạt chất điều trị nám mới với khả năng đánh tan vết thâm nám hiệu quả mà không tổn thương da. Với kết cấu gel mỏng nhẹ, bộ đôi K5 Lipogel và K5 Cryolaser giúp pidobenzol thấm sâu vào lớp biểu bì da. Hoạt chất salicylic loại bỏ lớp sừng ở bên ngoài để pidobenzol phát huy tác dụng trị nám. K5 là sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba hoạt chất trong công thức bào chế độc quyền. Tác dụng vượt trội của K5 đã tạo ra phương pháp điều trị nám mới và được công bố trên tạp chí da liễu nổi tiếng Dermatologic Therapy. K5 Limogel là dòng kem trị nám dành cho da chưa qua điều trị laser. Hàng ngày, bạn chỉ cần bôi một lớp kem mỏng lên những vết nám, những đốm da không đều màu 2 lần mỗi ngày trước khi trang điểm và trước khi đi ngủ. Trong thời gian từ 6 đến 8 tuần, các vết nám sẽ mở đi trông thấy. Bạn hoàn toàn có thể thấy rõ hiệu quả chỉ sau vài tuần sử dụng. K5 Limogel đã được Fujian Spa nghiên cứu độc quyền và được cấp bằng sáng chế toàn cầu. Trước vấn đề tăng sắc tố do laser và lăn kim, Fujian Spa đã bào chế thành công K5 Cryolaser dạng gel đặc biệt. Chỉ cần bôi K5 Cryolaser sau khi điều trị laser từ 8 đến 10 ngày sẽ giúp ngăn ngừa nám quay trở lại, hạn chế tổn thương trên da cũng như bảo vệ da khỏi tác động bên ngoài. K5 Cryolaser phù hợp với làn da mỏng, yếu và nhạy cảm. Chỉ cần sử dụng đều đặn 2 lần một ngày trước khi trang điểm vào buổi sáng và trước khi đi ngủ vào buổi tối trong 6 đến 8 tuần, làn da bạn sẽ được bảo vệ tối ưu và ngừa được chứng tăng sắc tố.